Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming nha anh em ơi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Khải không có lên live nha mọi người. Khải chỉ làm lại video trận thiên tử liên server ngày hôm nay cho anh em xem. Và đây cũng là lần thứ hai Khải tham gia thiên tử rồi. Cách đây 2 năm trước thì Khải cũng tham gia một lần ở bên cụm mấy chủ Đại Trung Nguyên. Thì cũng đã lọt vào vòng trong nhưng mà thắng dòng ngoài, lọt vào vòng trong bị thua. Đó, còn đây là lần thứ hai sau 2 năm thì bây giờ đây là lần thứ hai. Khải bắt đầu đánh lại và với cái tinh thần thì hiện tại nói sơ qua cho anh em hiểu thì ban Khải đa số là người lớn tuổi thôi, anh em toàn 40-50 tuổi thôi. Nói chung là Khải cũng là một người đứng đầu ban, cũng là ban chủ. Bao nhiêu tâm huyết của Khải thì Khải sẽ cố gắng dành hết vào trong ngày hôm nay, và cũng như là cố gắng chỉ đạo, như là cố gắng hướng dẫn anh em giao tranh như thế nào cho hợp lý và đánh ra sao. Thì mấy cái chiến thuật thì Khải đã nói nhẹ anh em sơ rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ việc áp dụng vào buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết thì ban mình có ăn được ban kia hay không. Tối nay thì ban mình là ban Ngáo nha mọi người. Ban Ngáo gặp ban Tứ Hải nha anh em. Thì ban Ngáo thì bên cụm X5 Đại Gia Sơn, cụm mấy chủ công thành chiến xưa. Và ban Tứ Hải cũng X5 luôn, hai cũng bên X5 Đại Gia Sơn luôn, và bên cụm công thành chiến xưa luôn nha anh em. Và bây giờ thì Khải cùng báo danh với anh em vào bên trong nha. Hiện tại bây giờ đang thiếu người anh em ơi. Đang thiếu người và biết đủ người hay không này. Mới có 30 người hơn anh em ơi. Và mỗi trận thì giao tranh 40 tay mỗi bên nha anh em. 40 tay mỗi bên nha anh em. Đó, bây giờ Khải cũng vừa rồi setup auto các kiểu rồi. Khải xem. Rồi. Nói chung là lâu lâu lần tiền đánh là thôi. Cứ trên tinh thần cố gắng hết sức nè. Nếu như win thì ban mình sẽ được lọt vào vòng trong, và sẽ có 12 ban họ đi tiếp vòng trong nha anh em. Đó, và ngày hôm nay thì không biết vào hay không. Thì cứ trên tinh thần hô hào và cố gắng đánh hết sức có thể. Đó, rồi, ok nha, cảm ơn anh em nha. Anh em xem video thì đừng quên đỡ lại một like và chia sẻ, cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ Khải, cũng như là ủng hộ 40 anh em tham gia ban Khải nha anh em ơi. Ok, bây giờ Khải sẽ cùng lên Discord chuẩn bị hoạt động cũng như là đánh này nè em ơi. Đánh cho vui thôi, quan trọng gì đâu. Thua thì thôi anh em. Lên. Vẫn thiếu người, 5 người anh em ơi. Trường vô chưa? Tớ vào rồi. Trường vào rồi đúng không? Gom hết lại bên này thì thiếu bao nhiêu anh em, từ từ vào anh em ơi. Khải ơi. Hả? Gom đâu. Kim chuẩn auto đi. Việt ơi. Việt cầm là chuyên bùa, là cứ phi vào đội hình lọ một cái xong rồi thả bùa trên nít nha thôi nha Việt. Thả bùa trên nít xong rồi rút về đội hình nha. Còn nếu mà gì không được là ôm chết luôn, bùa thêm 5 thành nữa. Đó. Nói chung là hạn chết là ok. Không chết đâu. Thì cứ đỡ nói đi rồi nhắc những anh em khác luôn, sẵn nói việc nhắc anh em khác luôn, có gì đâu. Tâm đi, không chết được đâu. Tại vì đến 3 thì nhận lọn lận. Khải ơi. Ạc đó có người cầm rồi chứ Khải ơi. Anh cầm được rồi hả hay là sao? Cầm được rồi. Cầm được rồi. Hôm qua anh cài auto chưa? Qua cài rồi. Rồi ok. Trường ơi, ao ra cho ổng vào đi Trường ơi. Ao phải Khải xấu ra Trường ơi. Ok Khải ơi, xong rồi đó. Ao à, Khải xấu ra Trường ơi. Thiên tử về kim. Hãy giờ thử coi được chưa Khải ơi. Cài auto rồi, mới nhắn tin được ra. Rồi ok. Cái link auto đâu rồi nhỉ Khải? Nhật ký bang. À, vào đâu rồi? Thì đó thì trên nhật ký bàn ấy chứ. Đây có rồi. Anh Khải vào ấy đi, cho để cho anh em set up mà. Anh em có set up đi, set up xong rồi vào. Rồi tất cả anh em vô nè. Tất cả anh em vô. Đợi tí. Nhắm vô 30 giây là vô được. Kích chuột vô, đợi 30 giây. Được rồi. Rồi vô đi. Rồi tất cả này vô đi. Vô xong rồi anh em chỉnh về chế độ quơ, anh em chỉnh về phần tống kim anh em. Anh em chỉnh hết tất cả về phần tống kim nha. Từ từ đợi máy dùng dây rồi tí. 30 giây sẽ vào được. Có hiện gì đâu mà 30 giây. Có chứ, kết vô hiện 30 giây mà. Anh đợi xíu nó sẽ hiện lên. Thường tâm phát lòng chiến. Thấy hiện luôn ngàn, cũng có điện thoại. Vô đồ đó anh. Rồi anh em nào vô thì vô đi. Rồi nè, tất cả anh em vô rồi. Chỉnh cái chữ Word trên tống kim anh em. Chỉnh như phần tống kim dùng Khải nè em ơi. Và anh em kích vào thằng Sa Phu. Mua máu xịn 1000 một lượng một bình anh em. Rồi anh em kích về phần hậu cần phục hồi. Click vào cái lượng máu xịn nha anh em ơi. Click vào máu xịn nha. Chỉnh là bom ngũ hoa ngọc hoàng đặc biệt nha anh em. Tất cả mana và máu luôn. Chỉnh về ngũ hoa ngọc hoàng đặc biệt. Đó. Rồi kích hai vô tích vào.
Rồi bên trên bơm máu theo phần trăm là anh em cứ đỡ khoảng 45-50%, còn lại anh em đa số nhồi tây. Còn máu điểm thì lúc nãy Khải chỉ rồi, máu của anh em ở ngoài tầm 5k thì anh em đỡ 4k9, làm gì làm cứ lượng máu của anh em còn 100 là chỉ cần mắc 100 giọt là nó bơm anh em. Vẫn còn thiếu đứng em, đứng im trong không ra luôn, không ra luôn, đừng có ra. Đứng không trong ai ra chưa, chạy vô lại đi anh em, đỡ Khải thống cơ luôn anh em. Alo, alo, alo. Nghe nghe anh ơi. Anh ơi sao để kéo tu tống kim này nó toàn tự chạy ra ngoài thế? Em tắt không vào được. Em chỉnh này chỉnh đi em sai chỉnh rồi kìa. Chọn lại chỉnh kìa. Yếu quá, sợ tụi anh em thấy không? Bạn mình toàn lão già thôi anh em. Vô cùng tỉnh táo chứ còn non không là dài đi. À nhầm vô cùng tỉnh táo hả? Động tướng ai? Ok. lắng à, giả là trẻ em hơi lú nha, hơi ngáo, ông nói thẳng hơi ngáo. Ba ngày ngáo tư đời nào rồi. Để anh em xuống mic cho mình xin 2 phút này. Rồi ok anh. Khi công thành nói này. Rồi đầu tiên là cảm ơn mấy anh em Khải nhờ qua đây để giúp đỡ bang này. Anh đại diện anh cảm ơn mọi người nhá. Rồi cảm ơn anh em trong bang ngáo hôm nay đã tập trung đầy đủ này. Ok anh luôn. Những ai không có phận sự thì tốt nhất nên tắt cái mic. Để một mình Khải nó xoáy, ai có nhiệm vụ thì mở mic. Khi nào Khải nó lên có cái gì đấy thì sau khi giao tranh, sau khi mà công thành xong thì anh em góp ý với nhau. Thế thôi. Đấy, anh chỉ muốn nói với anh em thế thôi. Ok anh, rồi, cảm ơn anh luôn. Đó, bây giờ anh em cứ set up xong xuôi đâu đó này mày. Hiện tại bây giờ này, anh em Khải nhắc lại một lần nữa này. Hậu cần phục hồi, mua máu ngũ hoa ngọc lộ hoàng đặc biệt 1.000 lượng một bình nè, 1.000 lượng một bình nè. Rồi chết vô ngũ hoa ngọc lộ hoàng đặc biệt đỡ bóp máu này, còn mấy cái máu dỗm vứt hết đi nè, hoặc là uống đi đó, uống hết đi. Đứng vào hỏi bên trong đi nè, vào hỏi bên trong nè, tầm này ai thiếu người ta còn thiếu đến 3 ạc ra, không biết ai tầm này mình đưa ai hết ạc rồi, không biết còn thiếu ai nữa đây. Nghĩ anh em nên mua 2 loại máu, bơm cả 2 loại máu cho anh đâu rồi ta. Trong này thì đồ full anh ơi là khó chết lắm. Chủ yếu anh em bơm như thế nào cho nó hợp lý được. Đồ full mà khó chết lắm. Chủ yếu là xây chuyển cho nó hợp lý chút là được anh em. Còn anh em mà cảm giác mình bơm máu không được thì anh em có thể sắm 2 loại máu, 40 người ho và một bình cửu chuyển. Đó, nếu anh em cảm giác không bơm được thì anh em có thể mua kiểu đó. Cho tăng minh nha Khải. Ok. Việc tí nữa cái gì chủ đạo sờ bay Khải báo là chạy liền nha Việc ơi. Rồi, Việc gì vậy? Rồi ok, xin nhẫn rồi. Tất cả giỏ đan này Khải nhắc lại một lần nữa này. Tất cả giỏ đan đội 1 đội 2 luôn. Cái phần hậu cần chiêu thức anh em tách bỏ cái dòng giỏ đan tự bút 120 nha anh em, tách bỏ giỏ đan tự bút 120 nha, tách đi. Khi nào bảo giải bùa, đội 1 giải bùa thì đội 1 giải bùa. Khi nào đội 2 giải bùa thì đội 2 mới giải bùa nha mọi người. Đừng có giải bùa cùng một lúc ấy là không, cái lần thứ hai không ai giải ấy. Khải, mình để cái phần mà CTC là tống kim gì? Là sao anh? Quơ tống kim á. Quơ tống kim anh. Rồi ok. Rồi anh vô lại nít anh ơi, vô lại nít đi. Rồi ok. Khải ơi. Em nghe. Đánh bình tĩnh nha, không được cuốn nha. Trời ơi, thiên tử bình tĩnh có gì đâu mà cuốn trời, đồ dỗn hoài. Đó, nhiều lần thấy cuốn là đổ lật sách đi nha. cuốn mới là sách vở quanh đầu hết hả? Em cố gắng nha. Cố gắng nha, rồi anh em tất cả ra, đủ nha, đủ lực rồi anh em. Tất cả ra đứng côn ngay sau quần chính cho Khải ngay. Gom sau quần chính nè em ơi. Khải là dò cho anh em di chuyển. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ này em ra cổng chính này mày, ra đây, gom hết sau cổng chính đi. Hiện tại bây giờ này, tất cả anh em đang nằm trong Discord, anh em hãy kích nhẹ vào cái phòng thông báo. Khải đã làm sẵn cái đội hình rồi anh em. Mình đang bản đồ trên nha mọi người. Mình đang bản đồ trên. Thì đội 2 sẽ nằm bên trên, còn đội 1 sẽ nằm bên tay phải nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy đội hình của mình chưa? Đội 1, đội 2 cứ di chuyển theo cái đội hình vòng tròn đó của Khải là ok nha anh em. Đó. Còn cái mà vị trí cây này, cây nọ thì đợi Khải up thêm một tấm hình nữa cho anh em xem. Đó, nó đơn giản thôi. Chỉ cần nhìn vào vị trí đó anh em xây theo vị trí của Khải là ok. Đó. Có hai bản đồ nha anh em, một là bản đồ vị trí gom bên, còn hai là bản đồ bơ ca. Ví dụ như cây 1, cây 2, cây 3 gom vị trí nào trái phải đó Khải cứ báo anh em di chuyển theo là ok. Đa mặc định hướng nào cũng vậy. Rồi tất cả anh em xuống người thử anh em ơi. Tất cả xuống người thử anh em. Anh em di chuyển lên tường 9 giờ. Lên tường 9 giờ, sang tường 9 giờ này. Đúng rồi, đứng im, tường 9 giờ thôi. Chứ không phải cổng, khi nào bảo cổng anh em, đúng rồi. Cái này là tường 9 giờ nha anh em.
Đó, đang một đoạn dưới anh em, đang một đoạn dưới 6 giờ thử anh em, xuống đang một đoạn dưới 6 giờ thử anh em. 6 giờ bên này anh em, 6 giờ bên này anh em. 6 giờ bên dưới này anh em, ngay cổng chính này anh em. Đó chứ không phải anh em đang là giữ bản đồ, khi nào khai báo đang giữ bản đồ đó. Nói chung là ban mình là toàn người lần đầu tiên đánh em, nên là cứ từ từ. Còn anh em nào biết rồi thì ok anh em, cố gắng hết sức nha mọi người. Để dược cho Khải ơi. Bữa. Đúng rồi, phải đánh mặc định nha. Khi nào Khải báo mặc định hướng nào là cứ mặc định nha anh em. Mặc định không làm anh ấy. Anh em tắt hết đánh auto chạy nhảy, đánh tam tay. Hiện tại nè, đỡ Khải nói này. Đường môn này, năm độc này, ngay mới chụp này. Đỡ auto đánh người chạy nhảy, còn tất cả tắt đánh người chạy nhảy đi. Đường môn bom của anh Bi luôn nha anh Bi ơi. Đây. Chuẩn bị nè mày, bên nó bao nhiêu hàng ta? Mấy cái trẻ con ấy, mấy cái con bởi nó thu non thì sao anh, nó mới hai mấy rồi. Thu non à. Thôi thu non cứ đánh thoải mái thôi em, từ từ. Ai có trẻ con đấy cả. Từ coi. Mic của Phi nè em ơi, anh tách mic của Phi nha Phi ơi. Ăn xong rồi. Ok. Sao chung? Con còn 96 giờ, con còn 96 giờ này, gom đi chuẩn bị đánh rồi đó. Gom đi nè mày, gom còn chân đi. Anh em cố gắng đánh xong gom vào lấy bùa con luôn này. Rồi, gom hẳn vào. Gom bùa nè, bùa đây mắng rồi, nhưng bị bùa này, bùa mạnh này, đứng im. Cứ bùa đi anh em. Anh bắn con bùa được, hay con bùa được thì... Đơ 135 đứng kẹp giá tường chi vậy? Gom lại đi anh em. Gom lại cho con lông bùa ngay. Đúng rồi. Đội hình đội 1, đội 2 đứng cánh nào cứ đứng theo ra. Chuẩn bị 2 phút. Ra một cái là hai thiên nha. Đây, thiên Khải đọc lại thiên nè. Cụ tí online cho em ơi. Cụ tí rồi. Cụ tí là farm hướng bên 9 giờ bên nó nha. Còn thằng em bên kia là farm 3 giờ nha. Hai người cứ auto vậy nha. Còn lâu lâu chạy vào nhà nó coi có nghiên sói đại tướng ăn nuốt hết cho anh nha. Dạ, dạ anh. Rồi sau khi xong ăn được cái cánh đó thì cứ rút lại vị trí của mình mà farm thôi. Dạ anh cả. Ok. Thằng Phi đi farm hả Phi? Đúng rồi, em cầm cái điện farm. Gom đúng rồi, gom lại anh em. Để nhắc này anh em cứ đường môn á, mình đứng đâu đặt bom xung quanh mình nhé. Sao em bị giúp hả? Đặt bom phía trước, đặt bom phía trước, đừng đặt phía sau như là ngáo ba, đặt phía sau là sai lầm. Đặt phía trước đội hình có địch á. Cứ đặt ở trong trước đội hình. Cứ trước đội hình mình, ví dụ địch phía trước đặt phía trước, địch phía sau đặt phía sau. Đặt rải rác ra cứ ba cục một phát, yếu ba cục một phát là được. Rồi ok chuẩn bị anh em ơi. Đâu thì tránh già còn 1 phút mà mình có 28 à. Rồi nút nhanh, thằng này nút nhanh. Bình tĩnh. Đúng rồi. Bùa này chuẩn bị này. Tất cả giờ đang tắt giải bùa em ơi, khi nào cần giải mới bảo giải nha mọi người. Đội 1, đội 2 nhớ tên mình nha. Rút mạng á. Rồi, ok vô sau đi em. Tí thì không phải lo gì Duy. Duy Khải bẻ cổ tránh ra bắt đầu. Phải vô địch. Lấy lại em. Từ từ. Rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh, đứng đó, đừng chạy vô. Rồi, ra, hết ra Khải. Chạy mạnh lên khu vực cây 1 luôn, chạy mạnh lên khu vực cây 1, đứng luôn. Đứng im cây 1 cho anh rồi, anh chạy mạnh lên số 3 cái Duy ơi. Đứng sau cây 1. Đúng rồi, gom sau thôi, đúng rồi. Duy số 3 đi em ơi. Tất cả những nhẫn chạy luôn không? Từ từ. Rồi, thôi. Xe qua phải cái, xe qua phải dưới dưỡng đồ cái. Rồi, đứng yên vị trí đó. Cứ bắt lẹ mấy, bắt lẹ nó trước đi. Bắt lẹ đây, cứ bắt lẹ từ từ cũng đâu cả, đặt bom trước mặt. Cứ bắt lẹ thoải mái. Rồi. Đẩy mạnh cục đá trước đá. Xây lên mồ trên đứng. Đứng im đó, đam xuống. Rồi, xây nhẹ cây khô luôn, ôm cây khô luôn, đứng hết cây khô, đam xuống. Rồi, anh ngày 3 đi em, được coi Khải thống cường nó với nhau, anh ngày 3 đi. Nè, giỏ đang đội 1, chia lên cánh trên. Giỏ đang đội 2, chia cánh dưới, anh quá nhanh. Còn tất cả ôm giữa. Giỏ đang đội 1, cánh trên, giỏ đang đội 2, cánh dưới. Còn lại tất cả ôm giữa. Đang một lần ra. Đúng rồi, đặt bom trước đội hình đi. Cứ đặt bom trước đội hình đi, không có nôn. Anh quá chưa, quay lại đội hình nhanh. Đứng im đó anh em, từ từ, được rồi. Pha này mình ăn chắc rồi, em không cần phải đánh vào tường gì phí điểm anh em. Đứng im đó Khải, chờ nó công thôi, đứng im đó.
Rồi bây giờ này, Lý Quỳ. Anh Khôi này, đừng môn Khôi Lý Quỳ này, chạy vòng về nhà mình tìm có thằng nào phạm lỗi sơn nút. Anh đừng môn Bi nữa. Hai đừng môn rút đi. Dạ yeah, coi có phạm lỗi sơn nút em đi, rồi chạy ra, nhanh lên. Phạm quá xong quay về không Di Khải? Phạm quá xong quay gì anh, em nói nãy cho mà. Cứ đi làm đi, anh cứ đi phạm quá ở phạm quá như vậy. Không, giờ đang phạm xong rồi tập trung lại, không có phạm nữa. Trời ơi, đứng im. Đâu đâu Thúy Yên, việc không biết việc giao ai, việc kêu Thúy Yên. Không có đuổi anh em, sao anh em cứ đuổi nó vậy, rút lại cái sao anh em cứ dần anh em tấn công lên chị nó vậy anh em. Trời ơi. Anh em ôm sâu cái bả bom dùng Khải cái. Rút lui lại xíu anh em. Cái gì mà anh em lần lui đẩy mạnh vô gần tới cổng chính luôn. Rồi đứng im đó được rồi. Mình đứng chỗ này mình đỡ cho hai con Thúy Yên nó phang đủ ăn rồi anh em cần phải bánh nhiều bài. Đứng im đó, muốn làm cho đó. Rồi dọn vô tập trung lại cái này đi anh Bi ơi. Rồi cứ đứng đó nè, cứ đứng đó thì farm mình là sơ ăn điểm thôi, quan trọng vào đâu. Sợ bay báo gì ngay. Dưới đó chạy vòng rồi tao từ nha. Đứng im im. Đừng coi. Rồi rút nhẹ vừa bắn đồ mình gái em ơi, rút nhẹ trước đá cho nó lên em ơi, ăn quá đây. Rút nhẹ là ăn quá đi. Rồi tập trung ra lại tiếp tục cây 1, tập trung lại tiếp tục sau cây 1 cho nó lên ăn điểm tiếp. Tập trung lại cái một, tất cả tập trung lại cái một cho anh Vi tập trung luôn. Rồi đừng mưng bom này, đặt trước cái cục cây này nam, trước cục cây hai góc này đúng rồi, đó đúng rồi, đứng im đây Khải. Rồi Vi lên sờ ba với anh này Vi ơi, dùng giùm anh trước mặt đúng rồi. Sờ ba thiếu lắm thằng Hà đâu em, lên ngựa luôn em ơi, không cần đánh đâu em ơi, cứ chạy sàng khi nào bảo đánh mới đánh em. Độ nó không lên luôn em, nè em ơi. Thôi vô lại ngày ba anh ăn quá tiếp nè em ơi. Vô lại ngày ba anh ăn quá tiếp nè em. Vô lại ngày ba đi. Rồi đặt bom trước đội anh ơi, ăn quá tiếp. Đội 1, đội 2 chia ra, giờ đang chia ra ăn quá đi. Còn lại ôm lại đội hình, còn tất cả ôm lại đội hình. Lý Quy này nọ ôm lại đội hình luôn, không đi nữa nha, ôm lại đi, đứng im đó. Đừng bông bom đâu, đặt trước mặt đi. Chuẩn bị nó lên đấy. Đừng bông bom đâu, đang mặc định gì phía trước nè em ơi, đang mặc định gì phía trước đi. Tất cả cứ đang mặc định về phía trước đi. Tiểu Lý nghe mì đâu, me chụp mắt này này. Những anh em đứng trước quá cao, rút lại một xíu này. Đứng lại sau quả bom một tí. Đúng rồi. Đó. Rồi đội 1, đội 2 giờ đang rút lại đi, đội 1, 2 rút lại đi. Xong rút lại, đội hình. Đứng im nè. Thời gian này cứ đỡ mắt nửa bờ sơ mình ăn thôi. Nó ra là mình nuốt thôi nè. Hiện tại bây giờ là đơ 2, 39 ngáo, phan quá ngon, ai đây? 39 ngáo, đồ ông Võ đang đọc cổ hành mà ông phan gì ghê vậy? Đọc cổ hành rút lại đồ hình đi, đồ nãy đọc cổ hành có được đi phan quá đâu mà sao phan ghê vậy? Cái số 39 này phan lại theo đồ hình này anh em. À ok. À đang phan vị trí của tớ vậy? Ừ. Đứng im đi nè, mình không cần đánh ra ngồi làm gì, cứ đứng này đợi nó công thôi là được quen rồi. Vậy là cụ tí nãy chưa vô được ạ luôn em. Anh em đừng chủ động nha, cứ đang định trước cho Khả đi, cứ đang định đi. Khi nào mà anh em còn khoảng 20 bình máu thì bảo nha. Khi nào mà cảm giác mình còn 20 bình máu thì bảo giùm cái nha. Rồi cứ đứng đó đi, gom đi em ơi. Dì cái gì báo liền em, Dì đứng trước đội hình báo giùm anh liền nha em. Ok. Ừ thì ngáo nữa, thằng Hà nữa đâu. Hà cánh kia đâu, hai bên hai thằng hai cánh đâu. Đúng rồi, anh cánh giữa hai anh em hai cánh đi. Cứ nói dụ nó ra, giết đường nào giết. Tầm này mình đâu cần giao tranh nhiều nè. Tầm này cứ đứng nhiêu đây không 30 phút ăn luôn, cần gì giao tranh. Đứng đó nha Khải. Khải đang coi thì nó chạy hướng nào thôi chứ còn. Đó, bom không, thấy bom cái này đẹp không. Đó, đẹp cái đó, y bài luôn ấy. Cứ giờ làm giờ cho em, cứ đứng yên rồi đó. Đợi nó ra. Không cần làm gì nhiều. Mình công nó được gì đâu. Cứ đứng im đó. Chủ yếu bây giờ mà anh Phạm đều sao anh mạnh điểm cho em. Đặt bom mấy canh đặt sát tường ấy. Đặt ở giữa ít thôi, đặt sát tường nhiều vào. Nó đi tường nhiều ấy. Đặt thì đặt mấy lôi, mấy tím thôi, đừng đặt mấy khác. Lôi tím. Lâu lâu thả vài cái họ thôi. Anh em đặt một chỗ là khoảng 3 cục anh em. Một chỗ 3 cục nha. Như những quả bom họ cái này quá ít nha anh em. Ít nhất phải 3 cục đi nha. Anh em đứng ở đây thì làm sao bao quát hai cánh gì không? Bên trong này đang sợ bay nó đi đâu em, bao quát gì em? Sợ bay mình nè,
Cô Tý này, cô Tý với thằng thằng em nào đang farm nờ bờ sơ á, lưu ý giùm anh này, lên mid đi, khi nào mà nó chạy hướng của em đông quá báo 3 giờ đông quá anh Khải làm biết đường liền nha, hoặc là 9 giờ đó báo lên tiên lên mid nha, đó là survive phụ nha em. Ok, okay. Đó cứ cho nó đứng nhà thôi anh em, rồi cứ anh em cứ ăn nờ bờ sơ thôi, đừng chủ quan nha, cứ đang một định giùm Khải đi, đang một định đi, đang một định đi, rồi nè bây giờ nè rút nhẹ lại cây một cái, rút nhẹ lại cây một cái này, anh em nào hết man, hết mana còn 30 bình gì mua đi, anh em nào còn hết mana gì mua đi, ôm cây một thủ rồi không đi đâu cả, ai hết mana cảm giác hết mana gì mua, cảm giác hết mana gì mua rồi tiếp tục bơm, tiếp tục bơm, tiếp tục bơm đi, sờ bay tiếp tục này, thả cho nó ra một chút cho nó thở một xíu nè, thả cho nó thở một xíu nè, việc ôm cánh giữa hả, việc ôm cánh giữa nha. Việc ôm cánh giữa luôn nha Việt ơi. Rồi anh em mua máu đây, mua máu đây. Cho nó ra đánh chút em, đồ ép nó quá đồ nó ớn trong nhà luôn. Ở nhà nó có fan number sơ hả? Có một thằng đang dí đây. Rồi Lý Quỳ lên người theo khôi nhanh, vị trí nào báo khôi. Vị trí nào báo? Ở giữa, cổng giữa. Rồi dí đi. Ok, đó. Hình đó là hình này để xem. Đứng im đó, dí đâu lên spawn lên xíu nè anh em ơi. Nó vẫn ôm trước đại danh nha. Rồi, mua méo xong nè, ra ngày 3 nó nè nhanh. Tất cả di chuyển xuống ngày 3 nó. Rồi, ăn quá nè, đội 1, đội 2 chia ăn quá nhanh đi, tập trung combo này. Đứng im ngày 3 thôi. Rồi đặt bon trước mặt đi. Đặt bon trước mặt đứng im vị trí rồi thôi. Đặt bon trước mặt đi. Không có vô sâu nữa, cho nó ra. Cho nó ra đánh cho nó có điểm. Lý Quỳ giữ khơi me bác tiền kia nhanh nha. Ok. Anh Bi ở lại đi anh Bi ơi, anh Bi lần này ở lại đặt bom 9 nít anh Bi ơi, đứng khơi đi được rồi. Anh Bi bắt mấy thằng trên này này. Anh Bi quay lại trên đội hình trước nè anh Bi ơi. Bom đây, bom dày lên, anh Bi đâu? Thiếu anh Bi này, Bi lên anh Bi ơi. Đừng gọi điểm số. Rút về đi, rút về đi anh em ơi, rút về ngã ba đi. Lên làm gì là đông vậy. Nè, bây giờ nè, đỡ Khải cố gắng cho anh em giao tool cho anh thử đánh được không nha anh em. Má đứng kiểu này, cứ kiểu này hơi khó đánh nha. Nè nè, tất cả anh em nè, di chuyển nhanh lên 9 giờ, nhanh. Di chuyển nhanh lên 9 giờ, đừng đỡ xe bài biết nha. Tất cả di chuyển nhanh lên 9 giờ, nhanh. Mình ăn cái đài cái làm lùm điểm cho nhanh này. Vô 9 giờ. Vô hết 9 giờ luôn, vô 9 giờ ôm cái đài sân. Ôm cái đài sân bên dưới, đài sân bên dưới. Ôm đài sân bên dưới, đúng rồi. Đứng im đó nha Khải, đứng im đó Khải, ôm cái tường bên phải. Ôm cái tường bên phải rồi, đứng ôm tường bên phải này. Không có nhau lên đài. Không có nhau lên đài. Rồi đánh đi. Xe qua trái quay lại 9 giờ. Xe qua trái xe lại 9 giờ. Rồi đang một đợt, đang một đợt. Đang một đợt lên hướng chủ đợt, đang một đợt. Đang đi. Kẹp tường trên, tất cả phải kẹp hết tường trên. Kẹp tường trên đánh. Kẹp tường trên đánh. Rồi đánh đi, kẹp tường trên. Bùa đâu nghe mưa bóp liên tục đi. Rồi rút nhẹ lại 9 giờ gái, rút nhẹ lại 9 giờ vụ ra. Rút nhẹ lại 9 giờ vụ ra. Rút nhẹ 9 giờ vụ ra giao tranh. Rút nhẹ lại 9 giờ, đúng rồi, đang một đợt vô. Đang một đợt vô, đứng ngay cộng 9 giờ, đúng rồi, hay lắm. Đánh đi. Đúng rồi, nó chết bằng nha. Xây mạnh lên từng giờ luôn, đánh mạnh từng giờ luôn. Đánh mạnh từng giờ luôn. Cứ đang một đợt. Đúng rồi. Rút nhẹ 9 giờ gái cho nó ra tiếp, rút nhẹ 9 giờ giằng cái ra tiếp, rút nhẹ nó cộng luôn. Rút nhẹ nó cộng luôn. Rút nhẹ cộng ôm, rút nhẹ cộng ôm. Rồi đánh đi. Đánh. Nuốt này. Rút mang chạy ra này, đúng rồi, kẹp tường đi. Rồi nè, tất cả anh em lên ngựa nè, tất cả anh em lên ngựa, rút dưa cây một cho anh em tập trung. Rút dưa cây một cho anh em tập trung. Rút dưa cây một không cần đánh nữa. Giao tranh tụi nó một anh cũng khá điểm nè. Farm cứ farm bình thường nha. Ai chết tập trung cây một này, Rồi bom đi. Đó, giao tranh tôi nhiều rồi chắc chắn mình cũng chết khoảng hơn 10 ạ. Cho anh em tập trung. Rồi ok. Gom cây một, bom bùa đây, bom bùa nhanh. Bom nhanh. Kẹp tường trái, kẹp sang tường trái đánh. Đánh đi. Đúng rồi, kẹp sang trái đánh, đúng rồi, hay lắm anh em. Rồi xây qua phải chặn cái đầu lại. Xây qua phải. Đúng rồi, nuốt luôn, thả chuột nuốt luôn. Còn vài hạt thôi. Đúng rồi, xây nhẹ cây hai cái. Rồi đánh đi. Nó nát tiền le chỗ này luôn anh em, đánh đi. Rồi anh em chết thiệt ra, phụ vô cái hai này, rút vô cái hai cái. Rồi đám. Đúng rồi, thả chuột đánh luôn. Đúng rồi, ôm cây hai. Rồi. Tất cả rút về ngày ba mình, Khải mua máu ngay. Dì sói em ơi. Rút lại ba mình nha. Ba mình ôm. Con ba mình luôn. Rồi, vị trí việc đâu báo gì chân gì thử nói chỗ nào đợi đánh nha.
Nó ôm cây một nha. Rồi ok, đó anh em tập trung đã, mua máu. Anh em là thiếu máu, mua máu đi. Nó về rồi. Nó rút về. Rút về à? Mình xoay xuống cây 3. Xoay xuống giữa 3, 2 3 luôn. Giữa cây 2 cây 3 luôn, đứng giữa luôn. Còn lại anh em ăn team bùa liên tục à. Bên mình tối nay đang thiếu hai hạt, không biết ai thiếu nha. Tổng lực mới có 38 người thôi nè. Mua máu, ai mua máu xong ra luôn đi em. Mua máu xong ra luôn em ơi, vị trí em ơi. Bọn nó đứng ba ló nha. Rồi ok. Cổng rồi nha, về cổng rồi nha. Okay. Mua máu đi, tập trung nhanh. Đẩy lên trước đá nó ạ. Trước đá, đẩy lên trước đá, rồi ok dưới anh này. Đứng im trước đá, không tiếp cận. Trước thôi, không tiếp cận em, đừng ghép đá chi. Đứng im đó. Trời nó thảo, nó lại bỏ ngày ba nữa, kiểu này vô ngày ba nó ăn cái nè em ơi. Vô ngày ba nó ăn điểm này. Rồi đứng im như vị trí cũ, đúng rồi, ăn đi. Đội 1 2 chia. Ăn quá nhanh này, rồi tập trung nhanh. Đánh một định. Cứ đánh một định, đặt bom đi, đừng ngon đâu. Rồi rút nhẹ lại, rút đèn ngày ba, rút nhẹ lại ngày ba này, thấy khải không? Đúng rồi, đứng im này. Rồi đừng ngon bom đây, đặt đây. Rồi anh em vào đang ăn xong nước. Rồi đang định mạnh đi. Xây nhẹ lên cây khô. Đứng. Đúng rồi, đam bom cứ đam vào đỉnh xuống. Đặt bom đi. Đây, đặt bom. Đứng im vị trí không nhau cái gì cả. Đây, cứ đứng im lại đam vào đỉnh xuống. Không nhau. Hai thiếu lâm ôm vô. Thiên nhắn vô lọt. Rút nhẹ cây khô ngay, đam. Đánh đi. Xây nhẹ cây khô làm cái tường ngay. Xây nhẹ cây khô lái tường. Đúng rồi. Rồi đánh đi. Đang một đỉnh xuống, đang một đỉnh dưới không đâu. Xây nhẹ lên một, đứng hết lên một. Tất cả này dưới hết lên một này, đánh này. Rồi đánh xuống, ôm nó lại, đúng rồi, chết chị ra luôn cho nhanh. Rồi đánh đi, tất cả anh em đông này, đúng rồi, ôm một đánh xuống. Ôm ngay một đánh xuống, đúng rồi. Đánh xuống. Chết chị ra. Đánh đi, đang một đỉnh xuống. Đem một lần xuống, thiếu lâm nào, hai thiếu lâm ôm vô, đúng rồi. Dư âm vô luôn em ơi. Đấy, đánh đi, thiên nhắn đâu, loạn liên tục đi. Đam ở nhà mình, xây từng chân, dính từng chân, ôm hết từng chân. Rồi, đánh đi. Đúng rồi, hay lắm em. Rồi, nó nát nha. Xây nhẹ vô ngã ba nó. Xây hết vô ngã ba nó, chẳng đéo cho tập trung. Xây hết ngã ba nó, đúng rồi. Đam cây khô đem lên, đúng rồi. Đủ xanh tụi bay tập trung kiểu quần què ra, nút nó bắt một luôn nè. Tụi này là nút hết luôn. Đẩy lên tường. Nút. Đẩy mạnh lên từng chân, đánh tiếp. Đúng rồi, nó nát hoàn toàn, ôm ngày ba tiếp. Rồi, nó nát rồi, này nát bét rồi. Ôm ngày ba. Cổng kính nha, nó gom cổng kính nha. Cho nó gom anh. Gom đi. Rút ngày ba mình mua máu nhanh đi. Rút ngày ba mình đi em ơi. Cây một đi. Anh em nào hết máu gì mua máu còn lại ở lại cây một. Di phụ anh ơi, anh gì mua máu với em ơi. Thủ con đại tướng ở nhà này nó vác con kiến đao đi farm ạ, đéo hiểu. Anh em mua máu xong ra ba mình nhá, gom lại ba mình. Mua máu xong gom lại ba mình, tất cả cây một rút gì cây ba, tất cả cây một rút gì ngày ba mình. Tất cả cây một rút gì ngày ba mình cho anh em gom bi đi. Anh mua máu à, hết hai rương rồi. Nó vẫn gom trong nhà nha. Ok. Nó đẩy ra này. Rồi, ôm ngày ba mình ơi, chuẩn bị đánh này. Gom ngày ba, cứ gom ngày ba đi, không có đi đâu cả. Việc báo tiếp việc ơi. Nó ra đến trước đá rồi. Rồi, trước đá ok. Báo tiếp. Chết rồi. Nó bắt loạn chết. Ok. Rồi em thấy anh gì bắt. Rồi hình xuống cây 2, đẩy xuống cây 2 anh em ơi, gom cây 2 rồi, gom cây 2. Rồi đứng im đó. Sau cây 2 ra cái sau. Bom đâu? Phòng ngự đi. Bom đâu vàng ra, chưa thấy quả bom nào hết. Chưa thấy một quả bom nào luôn. Đúng rồi, cứ tập trung chỗ nào đem bom chỗ đó liền em, ý chỗ đó liền em. Lock cây 4 nha. Rồi đứng im. Đam thẳng cây 4. Đam thôi. Xây qua hết phải, ôm trước cây 3 đánh. Xây qua cây 3, đúng rồi đánh. Rồi đẩy mạnh xuống cây 4, đẩy mạnh từng dưới. Rồi đứng im. Trời anh em dưới nó chứ cơ, dạ đừng dưới anh em, đủ sao anh em dưới tiền lê vậy. Đứng im. Rồi xây qua phải chặn ở đâu lại. Xây ngược về phải, đánh. Xây tất cả ngược về phải này, dìa giữa hai bàn, đúng rồi. Dìa giữa hai bàn, nút. Tất cả con bì nè, rút nhẹ lên cây 2. Ôm lên cây 2, đánh. Xây nhẹ lên cây 2, đánh, đúng rồi. Xây nhẹ lên cây 2, chặn lại, không cho gì luôn. Chặn lại.
Rồi chết chị ra. Đúng rồi, nút không còn mạng nào luôn nè. Rồi xuống ngày 3 đó, đẩy mạnh xuống ngày 3 là dí luôn. Dí xuống ngày 3 luôn. Dí xuống ngày 3 luôn. Còn có 10 hạng thôi, xuống ngày 3. Rồi đứng im kìa, đứng im một, trước một, đứng im trước một. Xây một lên một trên, xây lên một trên. Rồi đam. Xây hết tất cả cái một trên em. Nó rút về cổng rồi nha, Rồi con ngày 3 nó, ngày 3 nó, đứng im đi. Nó rút cổng rồi nha. Ngày 3 nó này, em ngày 3 nó, em đứng im đi. Rồi anh quá đi, đội 1 đội 2 giờ đang chiền quá nhanh này. Đội 1 đội 2 giờ đang chiền quá nhanh này. Đội 1 trên đội 2 dưới. Rồi còn lại ông bom phụ phòng người anh em ơi. Đợi nó ra đánh tiếp luôn nè. Đang một đợt mạnh, xây từng chân, xây hết từng chân cho dầm bom. Xây hết từng chân, đúng rồi, đang một đợt xuống. Rồi, đứng im, bom tiếp anh em ơi. Mày định ra hả? Nó chưa ra đâu. Rồi, cho đứng trong anh em ơi. Nó cho mấy anh thiểu lầm thôi. Rồi, cứ nút mấy điểm đó cho mình, đúng rồi. Nút đi. Rồi, đứng im đó, đúng rồi, cứ đặt bom trước hình đi. Trời ơi, tốt toàn áo, chết rồi. Ông nào được tấm 1 đây? Đù, ông nào 34 tấm 1 ghê đây. Từ vòng quá, từ vòng quá. Soi cái đấy làm gì? Soi cái đấy làm gì, Khải? Không, vui thôi, soi làm gì? Go đây nè. Nó đẩy ra nè, nó mình đang một đợt nha, đang một đợt từ dưới mạnh luôn nha. Cứ đang đây, cứ đang một đợt nha Khải. Đúng rồi. Đang một đợt là nút cắt hoặc là phím số 2, số 3 của anh em ấy. Co lại đi anh em, nhau quá rồi, co lại hết đi anh em. Hà đâu rồi ta? Hà đâu em? Hà em thiếu lắm, em lao nhẹ nhẹ lên xíu em. Đam, đam mạnh, rút nhẹ lại xíu, xây tường phải, rút nhẹ lại xíu vào bom. Đúng rồi, đam. Cho nó vô bom, đúng rồi, nuốt. Mày hả bưởi nuốt. Đúng rồi, đứng im vị trí đó. Bom liên tục dưới chân luôn, ai đánh tay bom liên tục dưới chân luôn, đánh đi. Đúng rồi, hay lắm anh em. Rồi, rút nhẹ lên tường chân, chặn cái đầu lại. Rút nhẹ lên tường chân, đam. Đúng rồi, xây vừa đánh đi. Ôm cây khô luôn đánh. Ở dưới quá trời anh em, xây không điều anh em, không có nghe mi kìa. Rồi đánh đi. Pha đó bảo lên rút từng cây khô mà anh em biết vậy, đúng rồi đánh đi. Rồi đánh. Rồi rút nhẹ về đội 1 ngay, rút tất cả về cây 1. Tụi này anh em vô tranh anh em pha vô rồi, ở dưới đứng quá trời thiếu nghe mi chết anh em. Rút về cây 1 đi. Rút về cây 1 đứng, bom đi. Rút về cây 1 đứng. Rồi đang lên xuống, xây qua trái, cho nó vô cái lỗ, đúng rồi, đam đi, chất ra liên tục. Rồi đánh đi, chất ra liên tục, xây đường trái, đúng rồi, đứng yên từ đấy, thiên nhẫn làm việc, giải bùa, rồi xây nhẹ cây 2 cho anh em của mình này, tất cả gom nhẹ cho cây 2 luôn, ôm ngay ngày 3 mà luôn. Ôm hết ngày 3 mà luôn, tập trung này. Ôm hết ngày 3 mà luôn. Cho anh em ra tập trung, không cần đánh nhiều anh em. Ngã 3 mà anh em sao chưa thấy ai vậy? Anh em ham đánh vậy? Ôm ngày 3 mình này anh em. Trời ơi, anh em ham đánh vậy? Gom cho anh em gom vậy hả? Nôn gì anh em? Tầm này điểm số cấp biển nó gấp đôi mà nôn gì nữa. Hai ông này bắt thằng này vậy đây. Trời ơi, ông hàng áo, gom đi em ơi. Thằng thiếu lâm mà bắt sao chết được. Gom ngày 3 mình vô xói đi em ơi, anh mua máu hả? Nó rút rồi. Nó còn tung máu, nó rút rồi, đúng rồi. Nó rút gì đài à? Anh em nào hết máu gì mua máu đi. Tập trung ngày 3 mình. Đó anh em thấy cái trận đánh không? Nó rất là trâu, máu anh em cứ uống từ thôi, không cần phải nhiều cảm giác anh em nhanh chết quá anh em nhồi mạnh hơn một chút xíu nữa là xong. Đó, tại vì bên này full lồ anh em, chứ không phải như bên kia mình đánh quả đâu. Phải nhồi này nọ. Có cái 4 gom, đi thẳng xuống cái 4 đứng gom. Đặt bom trước đây, hộ gái anh em ơi. Gom cái 4 à? Rồi gom đây tổng lực mới đánh nha, gom đây. Anh ra rồi. Vẫn thiếu hạt này. Thiếu 5 6 hạt nữa mày, ai đâu rồi, tập trung đi. Nó vẫn gom trước đài nha. Ra luôn anh em, ra gom nha. Nó vẫn gom trước đài nha. Ok. Không được chủ quan anh em, hơn nó có 12k thôi, cứ tự quên. 22k à? Thôi từ anh em ơi. Chờ nghiêng sói khải ra, nghiêng sói cả nút nghiêng sói nữa rồi. Đường 3 giờ để đi cao. Ra gần 3 nó là. Gần 3 nó thôi, 3 giờ gần 3 nó. Không đánh 3 giờ luôn, không vào 3 nó. Rồi, đứng im đó. Đứng im đó đi. Anh em đường môn đặt bom 3 nó đi, Đặt bom chỗ này này, đặt bom chỗ này, đúng rồi, đặt đi. Rồi còn lại cứ đem một định về hướng bom. Anh em còn lại cứ đem một định về hướng bom là được.
hai pha nào mà sơ ổn không hay là bị phá thì ông báo lại luôn em ơi. Ok anh đang top 1, anh đang top 1 anh. Ok. nó đẩy ra. Đây, đang đây Duy đánh em ơi. Cứ đang mặc định thôi, không có nôn gì cả. Nó từng trên nhá. Đặt bom đi, rút lại ba, rút lại thương phải nhanh, rút lại cho nó vô bom. Đam. Rồi đam đi. Đam, đường môn này nọ kẹp đá. Đúng rồi, đam lên đi. Đúng rồi. Đánh đi. Xây nhẹ lên đây trước đá, Tất cả xây nhẹ lên gì trước đá. Rồi đánh đi. Đánh mạnh gì trước đá. Lên mồ trên đứng luôn, bỏ. Chạy hết lên mồ trên đứng này. Lên nó mồ trên đứng, Khải đang đứng này đam. Đúng rồi, đam xuống, đam ngược trở lại. Đam ngược cái đuôi trở lại. Đam ngược hướng mình đi ấy. Đúng rồi, đam. Đam lại ngược hướng lại, đúng rồi, đánh đi. Đường môn này nọ kẹp tường mà đánh. Đúng rồi, vị trí đẹp luôn, đánh đi. Chết ra, đánh liên tục. Nhồi máu vô. Đang một đợt nhiều, hướng nằm đang một đợt nhiều. Rồi, xây xuống nhà ba nó. Giữ quân này, xây xuống nhà ba nó này. Đúng rồi, xuống nhà ba nó đứng đi. Xây xuống nhà ba nó. Ôm hết nhà ba nó, đứng trên quá trời rồi anh em. Đúng rồi. Xây qua tường phải rút về vị trí cũ. Rồi đứng yên vị trí cũ, đam xuống. Đây đúng rồi, đam xuống, đam chưa. Xây qua tường phải. Tường phải bên này nè anh em. Tất cả đâu. Trời ơi, tường phải anh em nhảy lên trên trước mộ chết rồi. Chết rồi anh em. Trời anh em sao lạ vậy, tường phải bên này mà. Anh em đủ chết rồi. Thôi đánh đi anh em. Rồi cứ đánh này đánh được hết cả, không sao cả, tại vì nó đánh được. Rồi chết, chạy ra ôm luôn. Đam đi. Đam mạnh, cứ đam mạnh. Rút nhẹ cho cây 4 một cái, rút nhẹ cây 4 cái cho anh em tụi chung này. Cây 4 bên này nè anh em. Rút nhẹ cây 4 một cái. Rồi, bom đâu, đẹp ra. Đánh đi. Chết, chạy ra tập trung phòng ngự nha nào. Đánh đi. Thiếu Lâm thì nhận ôm vô. Bù liên tục vô. Đây, chết cứ lên cây 4 tập trung nhanh. Đẩy mạnh như ngày 3 đó. Dí luôn. Anh quái này dí hết ngày 3 luôn. Xuống ngày 3 luôn nhanh. Anh quái nhanh này. Đội 1, đội 2 chi anh quái. Đội 1, đội 2 giờ đang chi anh quái. Anh quái hết nhanh. Rồi, anh quái xong rút. Rút 100% rút về nhà ngày 3 mình. Đúng rồi, rút hết đi. Anh còn đại tướng ở về nè. Rút ngày ba mình, ai hết máu vô mua, cùng Duy lại ngày ba phụ anh Duy ơi. Ok. Anh đứng đầu hồi nãy anh uống máu nhiều quá. Còn 10 bình. Ngày ba mình đi anh em ơi. Đừng có chủ quan anh em, còn sói anh em. Cái thớ này cãi là... Ok. Nghiên cứu anh sói nữa cho nó chắc anh chăm luôn. Cô Tý ơi. Dạ. Cô Tý tắt đánh người. Em vô thẳng nhà nó, tổng lực thì nó bao nhiêu bạc, thống cơ anh gái em. Bật auto nghe miếng lên, nhấn chữ thống cơ anh gái. Em tàng hình nha, chắc đánh người đây. Nó đẩy ra ngã ba nó nha. Ôm lên cây 1, ôm tất cả lên cây 1. Rồi dàn bom đi. Tất cả lên cây 1. Nó lên nè. Rồi dàn bom, dàn bom ra. Đem đựng xuống trước mặt. Cứ đem đựng dàn bom ra, không chạy lung tung. Sao cây 1 anh em đứng trước chi vậy? Sao cây 1 được rồi. Rồi, đổ bom dưới mày những ngày kia làm việc thôi. Đam gì dưới không đâu. Rút nhẹ cho cây 2, xây nhẹ sau lưng bên này, ôm cây 2. Rồi, đánh đi. Đam một đỉnh xuống, đứng em cây 2, đúng rồi. Cho anh bom nè. Đúng rồi, nuốt đi. Rồi, đẩy mạnh xuống dưới, sao giờ. Rồi, đánh. Đúng rồi. Đâu làm việc đây, thì nhắn này rồi làm việc đây. Rồi ôm dưỡng đâu. Quất đi. Rồi xây qua cây 1, nút mới thành cây 1 này. Xây hết qua cây 1. Xây hết tất cả dưới cây 1, xeo cây 1 đánh này. Đứng im cây 1, đang được rồi. Đứng im cây 1, đánh được rồi. Hãy xây dưới cây 2 một cái. Xây dưới sau lưng, đúng rồi, xây ôm cây 2 cho anh em tập trung. Ôm cây 2 đánh. Rồi đánh đi.
anh em chết ra trong cây 2 luôn, đứng im vị trí cây 2 được rồi. Đam vừa cây 1, đam vừa cây 1. Đam vừa cây 1. Đam vừa cây 1. Đúng rồi, anh em chết ra trong cây 2 đi. Đam vừa cây 1 mạnh lên. Đam vừa cây 1, đúng rồi. Đam mạnh. Dưới đây sói em ơi, anh chết rồi, anh chết rồi. Có cây 2 dưới này, sau cây 2 này, sau cây 2 đây. Sau cây 2, đổ đám cây 1. Rút lại dưới cây 2 đám thẳng cây 1. Không ví anh em, không ví. Ồ, phải đó, ông mấy ông kịp này. Cây 1, cây 1, cây 1, cây 1. Nó rút rồi nha. Cây 1, 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 OK, ngang lực mình đấy. OK, gom một đi. Về ba mình, mua máu, Ai gọi là đây? Nó đẩy ra ba nó nhỉ? Bình tĩnh đi, anh Việt, kệ nó đi. Ôm ba mình đi. Gấp đấy. Sợ ba phải báo về anh em. Sợ ba cái báo đúng rồi gì? Đỡ việc nói em, anh biết được em. Gom nhà ba mình anh em ơi, bùa đi, tổng lực bùa cho em gái đi. Nó vẫn gom ba nó nhỉ? OK, cứ báo liên tục là được. Đỡ lưu việc báo em, đừng có cấm em. Nó lên được nha, 2 phút nữa phải ra. OK. Nó lên trước mộ nha, Rồi. Xoay sang cái 4 này, nó sang cái 4 này. Đứng im, dìa cái 3, tập trung này. Dìa cái 3 tập trung này. Địch bom trước đây, địch bom trước đây. Địch bom trước đây. Địch bom trước đây. Xoay về trước đá anh nha. Rồi, cứ đứng im đó. Mình đứng sau cái 3 anh em, sau lưng cái 3 anh em, lấy cái tường anh em, sau lưng cái 3 anh em. Đừng đứng lao ra trước làm gì? Lao trước kiểu mình đừng bom bom thôi. Cứ đứng im đó. Lên cái 1 này, xoay cái 1 này. Đứng im vị trí đó. Bùa đây, cứ bùa tổng lực đi. Nó cây 1 đó. Rồi, anh em chạy qua cây 2, Chạy hết qua cây 2. Rồi, đang một đợt như cây 1, đứng im vị trí đó. Đứng im vị trí, không lao, không đuổi luôn. Thiên nhẫn lao lên. Thiên nhẫn làm việc đi. Rồi, đang đi. Đang một đợt nha. Đúng rồi. Chạy lên phía trên, rút về chính nhau mình, chặn ra lại, đúng rồi, đam xuống, đam mạnh xuống, kẹp tường trái luôn, đam xuống, đúng rồi, hay lắm, kẹp tường trái luôn, rồi thì nhắn cứ loạn làm loạn liên tục đi, đam mạnh, mấy giây nữa mà qua xói ra em ơi, chạy xuống cây 1, chạy hết xuống cây 1, một phút hả? Chạy vô danh trại nó, chạy vô danh trại nó luôn, đợi nó làm gì lên, chạy vô danh trại luôn, kẹp cổng chính nó đam ra, nhanh, tất cả vô luôn danh trại nó, kẹp cổng chính, đam ra luôn, kẹp cổng chính, rồi lẹ, Lý Quy này nọ, bác mấy thằng lẹ bên trong đi, đam lên, kẹp cổng này nọ, đam lên đi, đúng rồi, kẹp cổng đam lên đi, đúng rồi, chết chạy ra phụ đi. Rồi anh em rút về 3 giờ cái này. Nó ra nhanh quá. Rút hoàn toàn về 3 giờ ấy. Leo ngựa chạy. 3 giờ, ra cổng 3 giờ đứng kẹp. Đúng rồi. Kẹp tường cho Khải. Cổng 3 giờ kẹp tường. Đúng rồi, đam vô. Kẹp tường đi. Đam đi, chết lên 3 giờ phụ nhanh. Anh em nào chết gì 3 giờ nó phụ nhanh. Cứ đam một lệnh. Tất cả là anh em nào chết đâu, kẹp tường 3 giờ phụ cái nào. Còn lại những phái không kẹp là cứ đứng giữa, đúng rồi, công đao, thiên trưởng này nó cứ đứng giữa mà đam mặc định vô. Đứng yên vị trí đó. Sói hồi gì rồi, coi sói hồi gì. Phải chưa ra đâu. Sói ra rồi. Phải kim. Rồi OK, kim giữa ăn nha, cứ đang một định kéo sói ra. Vị trí đó kéo sói được, cứ đang một định rút ra. Đủ anh em vô đông vậy. Đủ chết rồi. Đang kẹp tường là anh em vô đông vậy ta. Kẹp tường đi anh em, trời ơi, anh em gì tự nhiên trùng vô gần 20 ạ. Đang đi. Đang kẹp tường ơi. Mình đang ăn nó 100% rồi, em không có nô gì cả. Cứ kẹp tường thằng nào ra nuốt nó. Đang một lệnh đi. Cứ đang một lệnh, chết lên phụ nhanh này. Ai chết phụ 3 giờ nhanh. Ai chết cứ phụ 3 giờ nhanh. Chúng cần làm gì tầm này. Ai chết gom 3 giờ đi. Đây, bỏ 3 giờ rút gì dụng đồ nó. Bỏ 3 giờ leo ngựa rút gì dụng đồ nó. Trên đường đi, ăn quá đi. Gom ngã ba nó này. Rồi anh em ai hết mana hết máu gì mua. Ai hết mana cảm giác còn 20 bình mới đi nha. Còn 20 bình mới đi nha. Còn lại trên 30 đỡ lại được nha.
đậu bao nhiêu đâu, nó còn số rồi nè, thua luôn nè, đậu thua ra thế giới. Đây, ai hết, ai cảm giác còn 20 bình gì mua đi. Mình đang thiếu mạng anh em, mà thiếu đến 8 mạng này. Anh em đi đấu rồi, 5 mạng này. Nghe không, hết rồi. Gom đây anh em. Rồi, spy này. Duy spy cộng chính. Từ từ nha. Duy đứng cộng chính em ơi. Việc spy lên hướng hướng giữa luôn Việt ơi. Ok, ok. Đang đến, đang đến. Kẹp lên cây khô, kẹp lên cây khô. Kẹp hết lên cây khô. Bom đâu, nhưng mà bom nó hết mẹ rồi. Nhưng mà bom đâu. Không thấy quẹt bom luôn. Đang đến đi. Rút nhẹ về sau cây khô con gái. Rút nhẹ tất cả về sau cây khô con gái. Rồi, đánh đi. Tìm vị trí đi, đường môn này nọ kẹp góc đi. Đúng rồi. Đứng im đó, đứng im đó, đứng im đó. Anh em chỗ đang chú ý 120 cho anh em nha. Không, cứ thoải mái thôi anh ơi, tầm này nó mình đánh được nè, em chưa nói đến vụ đó. Rồi, đứng im, đặt bom trước vị trí nè, đúng rồi, đặt bom đi. 4-3 đường môn, đặt bom đi. Còn lại những tanh này nọ thì mới lao lên trước thôi, thiên nhẫn rồi mới đứng lên trước thôi. Chờ nó bom đi. Rút lại nè, cái bang này nọ nè, rút lại nè, nhau quá nhau nha. Rút lại cái tường anh em, cái tường đường môn thức ngáo đang đứng rồi anh em chạy đâu nhanh dữ anh em. Rút lại cái tường ngay anh thức ngáo đang đứng rồi anh em. Cái tường mà đi bên gần cây khô nè anh em. Tường mình chơi nè, đúng rồi anh em. Có một xe đường môn Ngami nào không nhỉ? Đơn coi. Ba phút nữa về nhà mình đi bắt mấy thằng là Wiki rồi canh phá nhà mình đó. Ok ok. Bom đi. Rồi nè, vô con tôi nè, vô cộng chính nó, vô cộng chính nó kẹp thường trên. Vô cộng chính nó kẹp thường trên, vô cộng chính nó kẹp thường trên. Rồi, Đam, đứng yên vị trí này thôi, đứng yên vị trí này thôi, Đam vũ ra. Đam đi. Đam. Rồi, làm việc đi. Đam vị trí cộng chính thôi, đúng rồi. Đúng rồi, anh em cứ Đam đi. Rút nhẹ vô cộng đó một cái, rút nhẹ vô thường trên một cái. Đúng rồi, Đam đi. Rồi, xây nhẹ ra bên ngoài, kẹp cái cổng, kẹp trước là lợi trước nha. Kẹp đi, Đam, kẹp cái cổng. Kẹp cái cổng. Đúng rồi, cố gắng kẹp cổng, thằng nào ra quốc đi. Chết chạy lên đi, anh em, chết chạy lên đi. Thả Văn Thiệu Lâm, đừng quýnh Văn Thiệu Lâm, nói làm gì mất thời gian nha anh em. Rồi, cứ kẹp cổng đi, Đam vô. Kẹp cổng đi. Rồi, rút nhẹ về ngày ba nó ngay, rút nhẹ ngày ba nó ngay, không đánh còn là không cần đánh nữa. Rút nhẹ ngày ba nó ngay. Rút nhẹ ngày ba nó ngay. Đây, rút nhẹ vào ăn quá, ăn quá nhanh. Ăn quá nhanh. Rồi rút nhẹ về ngày ba cây 1 này, rút nhẹ cây 1 này. Rút nhẹ cây 1 này. Lực nó ngang mình anh em không biết nha. Lực nó ngang mình nữa nha. Rút nhẹ cây 1 đi, bom đi. Gì sói em ơi, sói em ơi. Gom cây một đang mặc định nội. Rồi chuẩn bị chiến thuật mới rồi, cái này không vô được công chính đâu. Nha, nó đang gom ba lọ, nó đẩy ra đá. 100% ba lọ. Gom đây, gom nhanh. Cây một, sau cây một gom nhanh, đặt bom đi. Chủ đạo những tuần này là mình bom mạnh vô nha anh em, không cần bảo vũ nhiều đâu, bom mạnh vô. Bỏ cây 1 ra, xoay ra giữa 2-3 anh em ơi. Xoay ra giữa 2-3 đứng con. Rồi đứng im. Rồi Duy này, chuẩn bị này Duy ơi. Duy đội 2, 3 giờ. Đội 1 tất cả, 1 giờ nhanh. Đội 1 tất cả chạy lên 1 giờ nhanh. Chạy luôn, đội 1 2 chạy luôn. Đội 1 chạy lên 1 giờ. Đứng im cái từ 1 giờ này. Rồi vào thẳng nhà luôn, nhanh. Đội 1 2 chia chạy nhanh. Nó đứng giữa cửa đó nè. Rồi ôm xuống hết đại sinh, ôm hết đại sinh này, anh này. Ôm hết xuống sân này, gom hết xuống sân, đánh lên. Anh những con đầu vào sân bên cạnh này. Gom hết xuống sân này. Rồi anh những con đầu vào sân cạnh này, anh quái, anh người đây. Rồi gom từng chân 9 giờ. Gom hết từng chân 9 giờ đánh. Đúng rồi, Đam đi, đúng rồi.
chạy mạnh ra, chạy mạnh lên tầng trên 9 giờ một xíu, chạy nhanh lên tầng trên 9 giờ một xíu, chạy ra một xíu, đúng rồi, anh em còn kẹt bên dưới kìa, đúng rồi, đứng 9 giờ đam xuống, đứng 9 giờ đam xuống, đúng rồi, 9 giờ đam xuống, anh chết rồi gì, anh chết rồi gì ơi, rút nhẹ cái anh em, rút nhẹ 9 giờ ngay, rút nhẹ ra 9 giờ ngay, rồi tất cả rút nhẹ ra 9 giờ, chạy gì à, chạy về cây 1, chạy về cây 1, đúng rồi, chạy về cây 1 đi, má nó đồng gơ, nó phải ít đâu nè em. Nó đông đấy, lực ngang mình nha. Đúng rồi, đánh như cái này mà mình vô liên tục thất bại là lỗ ấy. Giờ nghe ba mình nè anh em ơi. Anh đang tính một đường thì vô được không mà không vô được nha. Nghe ba mình đi. Nghe ba mình. Đúng rồi. Rồi survive đi em ơi, survive việc nghe ba nói cái việc ơi. Rồi tất cả này, tất cả đẩy nghe ba nó, tất cả mua méo xong đẩy nghe ba nó, gom đủ lực ngay anh em. Nghe ba nó đi, không ai đây. Nghe ba nó đi. Rồi đứng im, đứng im. Đứng im nghe ba nó. Đứng im nghe ba nó một xíu. Rồi đứng im đi. Đặt bom đâu, bom đâu. Bom đâu, gom lại đi anh em, đừng đứng ngoài lẻ tẻ quá, gom lại cho anh em xử lý. Anh Khoa về nhà mình bắt mạnh với thằng Pham Lợi Vichy là... Anh Khoa với Lý Quỳ này, anh Khoa với Lý Quỳ này, bắt mạnh với thằng Pham N sao em. Từ giờ bắt mạnh Pham N sao em. Khoa Lý Quỳ rút đi. Không không, nhúc danh nó lại, nhúc danh lại. Rồi cứ đang đi. Nhúc danh nó lại cho đây. Từ đừng có danh. Anh Khoa với Lý Quỳ đi chung đi. Nói chỗ nào là báo, lên mít báo liền. Bắt mạnh với thằng Pham N sao đi. Ok ok. Đai tổng lực. Cứ đợi nó đợi sói thôi em. Cứ đợi đợi sói thôi em, không có quan trọng, không có nôn gì cả. Những anh em lẻ bên trên này, những anh em lẻ bên trên bắt lẻ xong gom lại đội hình nhanh đi. Không cần đuổi đâu. Không đuổi mấy anh kia đâu, cỡ đó. Bắt cái gì đâu. Rồi đang đợi nha, đang đợi nha, quỳ nó ra nha, đang đợi mạnh đi. Cụ tí với hai cánh kia nó đi hướng nào là báo anh liền nha, chuẩn bị nó đi đấy. Rồi rồi, xây hết 3 giờ này, xây hết 3 giờ này, xây hết 3 giờ đứng này, xây hết 3 giờ đứng này. Rồi đi xuống luôn 3 giờ luôn, đi mạnh xuống 3 giờ luôn. 100% đứng cổng ngoài hết nha anh em. Đứng cổng ngoài nha, rồi kẹp từng 3 giờ, kẹp từng 3 giờ, kẹp từng 3 giờ. Rồi đánh đi, cứ kẹp từng 3 giờ, kéo dụ sói ra thôi. Rồi, kẹp từng 3 giờ anh Hải. Rồi đứng im nó rồi kéo sói ra thôi. Nhớ nha, survive Việt ơi, Việt ơi. Việt hoàng lằng hoàng cái cổng chính báo dùng Khải nha. Chỉ cần nó đội sói là báo là liền, chỉ cần nó di chuyển mạnh ra là báo là liền. Sói mình chuẩn bị ra, chuẩn bị đội sói ấy. Việt cái rút lui ra, Việt rút lui ra đến ngày 3 nó là được nha Việt, đến ngày 3 nó là báo nha. Nó mà chạy đến ngày 3 nó là báo liền nha. Đúng rồi. Cứ âm thủ sói anh em. Cứ kéo sói thôi. Đang một đợt vô, anh em cứ đang một đợt vô là sói tự động ra. Đường trên đi vào nhà binh này. Coi thử hỏi gì? Không không có rút, không có rút, đứng im đó. 5 thằng nó về nhà mình cắt sói đấy. Ok ok. Sói bên này nó chia một đội về, chia một đội về cắt 5 thằng ấy đi. Cắt sói bên nào 6 thằng lần 5 thằng. Chạy hết vô đội hình ơi, chạy hết đi. Này, đường môn anh Bi này, Lý Quỳ này. À, giỏ đang đội 1, giỏ đang đội 1 gì à? Giỏ đang đội 1 gì à? Dí sói đi. Dí xong ra tập trung mua máu đi. Đúng rồi. Không, có cái mì em ơi, có cái mì. Ôm đi. Rồi, nghe mì búp sói nha, mì búp sói nha. Tất cả ôm cổng chính. Tất cả ôm cổng chính, không có đi đâu nữa. Tất cả là ở cổng chính này. Những người có nhiệm vụ này, những người nhiệm vụ này. Lý Quỳ ôm cổng chính mình, đừng ra trước nữa. Ôm cổng chính. Rồi, dí sờ bay 9 giờ, việc sờ bay 3 giờ. Dây 9 giờ việc 3 giờ. 3 nghe mì. Cần 2 nghe mì búp sói. Tiểu mùi ra búp đội chính em ơi. Tiểu mùi ra búp đội 1 em ơi. Đúng rồi, ra búp đi. Rồi búp đi. Bình phòng ngự nè. Chỉ cần nó đội sói làm răng thôi. Búp đi, búp máu mạnh đi. Rồi. Cái đội này, nó cái đội. Nó ra trước okay, okay. Nha. Nó đang con trước đá 100% nào. Hiện tại cái đội mà của Lý Quỳ á, không có nhiệm vụ tập trung cộng chính luôn. Hiện tại đội của Lý Quỳ bắt hết, không còn thằng nào nữa được tập trung cùng chính luôn. Duy sờ bay 9 giờ nè em ơi. Duy ôm 9 giờ, cộng 9 giờ mình nè Duy ơi. Ok. Đúng rồi.
Rồi việc ôm 3 giờ nha, việc ôm 3 giờ mạnh nha, 3 giờ mình nha. Một tem 9 giờ La Mạc đang vào nha. Rồi Lý Quỳ lên làm việc, tem Lý Quỳ lên làm việc. Tem Lý Quỳ lên làm việc. Vào cậu. Làm việc, lên làm việc đây. Nó vào trong à. Không sao cả, tem làm việc được. Có gì thì phụ nó được. Còn lại cứ đứng im cổng chính cho Khải. Kẹp tường kẹp đồ anh em cứ tìm vị trí tốt là được. Tìm đi. Không chạy quá xa, chỉ đứng cái cổng mình thôi, chỉ cần đứng gần cái cổng mình là được rồi, không chạy quá xa nha. Tem Lý Quy làm việc xong rút lại cổng chính, đúng rồi. Di cứ đứng ngay cổng chính sẽ bay liên tục cho anh. Quynh cầu cổng 9 giờ. Nó đẩy lên cây 2 nha. Rồi ok, bom đâu, đúng rồi, bom cứ đặt trước đi. Đặt trước hướng đi đi. Thằng nào vô chạy mà lẻ là bắt liền. Nó đi vào cổng chính đấy. Ok. Đánh đổi sói với nó. Từ từ em, Không cần đổi sói. Không cần đổi sói em, càng thủ càng thắng, còn đổi sói em khi nào cơ hội anh cần anh mới đổi. Nó ba mình nha. Ok. Cứ đang một định ra, giữ vị trí này đi. Không vào được đâu, khỏi lo. Cứ bom mạnh cho Khải. Nó lên 9 giờ này. Rồi, đẩy mạnh lên 9 giờ đó. Đẩy mạnh lên 9 giờ đó, nhanh. Chặn lại, đứng im, kẹp tường 9 giờ, đứng im, kẹp tường 9 giờ. Rồi, đánh đi, đứng im. Rồi chạy vô cổng chính. Xong việc chạy vô cổng chính nha. Rồi tiếp tục. Lên lại 9 giờ. Đứng kẹp cái tường này, ngay cái kẹp tường này. Kẹp tường bên tay trái này, đó cái kẹp tường bên tay trái đó, đúng rồi. Từ từ. Nó đi tổng lực nha. Mình tổng lực chưa? Nè, bay vô nè. Anh em tổng lực vô ôm lại dùng Khải 9 giờ một cái thôi. Tất cả ôm lại 9 giờ coi. Tất cả thả dần luôn. Xây cổng chính. Này bao giờ này cơ hội này. 100% xây vào cổng chính nhanh. 100% xây vào cổng chính nhanh. Tất cả luôn. Việc sẽ bài tiếp. Việc sẽ bài tiếp, cứ đứng cái sờ bài Khải. Việc chứ gì là cứ đứng cái sờ bài, còn tất cả tổng lực cổng chính. Báo. Anh em mình đẹp thôi, nó chơi kiểu hên chui đấy, liều nhiều đấy, ăn khoái đấy. Cụ tí những anh em bên đó, báo sờ bài xói bên đó đây rồi. Nó rút về nha. Cụ tí đâu rồi, hay hai anh em farm bên đó đâu, sờ bài xói nó tự nhiên nào rồi. Rút về xói. Ok, rút rồi, mua máu đi anh em ơi. Mua máu đi, anh em mua máu đi, đó cứ dạy thôi. Mình đổi xói cũng được thôi em, nhưng mà mình không ngu gì đổi xói nha. Mình đang ăn điểm không ngu gì đổi xói nha em Duy. Rồi, thủ sói là thắng. Không cần phải đổi sói làm gì. Khi nào có cơ hội, nếu mà mình không đổi sói nha anh em. Đúng rồi, không đổi sói nha. Tầm này không nên đổi sói làm gì. Khi nào cơ hội mình không còn nữa thì mình mới đổi, hiểu chưa? Bây giờ này, em nói trả lại bây giờ anh đưa ra lắp một tem đi bắt sói đi. Đây bây giờ này. Bây giờ này, Khải cho anh em xem này, đây. Bây giờ này nha. Hồi nãy Võ đang đội 1 có nhiệm vụ với Lý Quỳ đúng không? Bây giờ này. Năm độc đội 2 này. Võ đang đội 2 này. Một nghe mi đội 2 thôi. Ai lên tiếng? Một nghe mi thôi. Ai đâu? Có một nghe mi được không? Rồi ok, ngáo vào lem này. Một nghe mi ngáo vào lem sẽ là đội 2 đi móc sói nha. Cần một đường môn. Anh Thức đường môn nha anh Thức ơi. Nhóc Danh đi theo luôn nha. Tí nữa đi móc sói là nhóc Danh đi theo đội 2 luôn nha nhóc Danh ơi. Ok. Rồi ok, cần 6 người rồi. Rồi ok, cứ thủ đi. Khi nào bảo đi mới đi. Thủ đi. Đẩy mạnh lên, đứng im, đẩy mạnh chín giờ. Đẩy mạnh chín giờ, kẹp cái tường trái này đúng rồi. Thấu hạc rồi. Đủ, rút lại anh em đủ sang báo vậy chứ tổng lực sao còn sức ạ? Ra ngã ba nhà nó nha, ra ngã ba. Cổng chính. Thấu hạc vào lại còn. Cổng chính. Rồi đứng im hết cổng chính gái, đứng im cổng chính đi. Đứng im cổng chính. Để nói nha nghe Khải nè. Nó bắt rồi nha, nó bắt rồi. Trong mà tập trung ở giữa chứ không để tập trung quá ra được. Đúng ra là thua điểm rồi, bây xe của nó đó. Thua điểm như tầm này mà thua được. Nó farm cỡ nào không ăn được đâu mà thua. Không sao. Đội 2 chia 3 giờ đi móc. Đội 2 lúc nãy đâu? Đội 2 lúc nãy có tên đâu? Chạy qua 3 giờ mình. Đẩy mạnh lên 9 giờ nè, tất cả là mình chia. Đội 2 đi móc sói nhanh. Đội 2 lúc nãy có nhiệm vụ đâu? Đứng im cộng 9 giờ. Đang đi, đội 2 chạy qua 3 giờ móc sói đi. Nó xoay lên 9 giờ này. 100% đứng 9 giờ đam. Giữ vị trí bên trong. Đội 2 đâu? Đội 2 vừa rồi có nhiệm vụ đâu? Đi móc sói nhanh. Đội 2 vừa rồi nãy có 6 người đâu? Đi móc sói nhanh. Giữ đi. Cù tí này nọ vô phụ đam sói luôn.
Cù tí này nợ vô phụ với em sói luôn, nhanh. Đúng rồi, đội 2 phụ đam nhanh. Kỳ kèo đi, kỳ kèo rút, rút vô một cái cho nó vui, rút vô một cái cho nó vui, rút vô một cái cho nó vui, rút vô một cái đây, rút vô kèo thường dưới, rút vô kèo thường dưới cho nó vui. Rút vô, rút vô, rút hết vô cho nó chạy vô. Anh em bỏ, bỏ rút vô sói mình, bỏ rút sói mình nhanh lên. Nhanh lên, bỏ rút sói mình nhanh lên. Đam, đam. Nhanh lên. Xây ba vô. Rồi, tập trung cộng chính, tập trung cộng chính. Báo sư bay. Đam chính giờ, đam mạnh chính giờ. Thả bên kia đam mạnh chính giờ này. Ôm lên đài soi. Ôm hết đài soi đam chính giờ. Ôm hết đài soi đam chính giờ. Xây nhẹ cộng sinh, xây nhẹ sau lưng bên này, xây nhẹ sau lưng bên này. Rồi, đúng rồi, đam mạnh chính giờ, đam mạnh chính giờ. Đuôi, đuôi luôn. Đuôi luôn. Đam mạnh luôn, chất ra liên tục, chất ra liên tục. Farm nơ vừa sơ rút luôn. Tất cả farm nơ vừa sơ rút về nhà luôn, không cần farm nữa. Tất cả nơ vừa sơ rút về nhà không cần farm nữa. Đúng rồi. Rồi anh ra đi cộng chính. Về cộng chính 100%. Rồi win rồi. Thua nữa đi. Đồ rút vô cộng chính này nè mày mua máu. Rồi cơ hội đó, mình không phải ngu gì đội sói, mình không cần ngu đội sói nè. Đúng rồi. Ôm cộng chính đi, ôm hết cộng chính mình đi. Hay quá, hay quá, chưa chết thằng nào luôn, có thưởng không sói ơi. có. Cứ bình tĩnh. Điên rồi. Tập trung cộng chính sau đài mình đi, tập trung cộng chính ngay đài chính mình đi nè mày. Khải ơi, tập thủ luôn đi Khải ơi. Đúng rồi, thủ luôn, thủ luôn. Rồi ok em. Nè bây giờ nè, đội 2 lúc nãy nè, bây giờ Khải cho anh em nhẹ nè. Tất cả luôn nha, cái này tất cả nha. Tất cả anh em đang nằm đội 2 qua 3 giờ đứng 100%. Tất cả đội 2 qua 3 giờ 100%. Còn đội 1 cộng chính. Còn đội 1 tất cả ai có đội 1 trên đầu gì cộng chính. Hiện tại bây giờ chiến thuật khác này. Đội 1 ai có chữ đội 1 tất cả 100% cộng chính. Thiếu hạt này anh em. Đội 1 đâu rồi? Thiên Phạm này nọ đâu, lên đây luôn. Đội 1 là thành Thiên Phạm luôn. Thiên Phạm lên đây. Rồi đội 2 3 giờ báo okay. Duy ôm chặt 9 giờ cho anh. Duy ôm chặt 9 giờ cho anh nha. Rồi ok. Rồi đội 2 cứ ôm 3 giờ, đội 2 ôm 3 giờ mạnh cho Khải. Đội 2 cứ kẹp tường ôm 3 giờ, không có làm gì cả. Đánh bây giờ như là tống kim thôi. Báo. Ok. Rồi cứ đứng bên trong nhà anh em không làm gì cả, cứ đứng trong nhà chơi đi, anh em hút thuốc đi đá đi đi anh em ơi. Chưa hết giờ mình đầy giữa sân nha, nó đầy giữa sân nha. Ok, đội 1 tất cả này, anh em những anh em fan đội 1 sơ đội 1 luôn này. Ôm đội 1 cộng chính cho Khải này. Báo liên tục nha Việt ơi, nó chạy đâu tổng lực báo nha. Biết rồi, nó vẫn gom chiếc đá này. Anh em đánh nhau quá hay rồi, anh em đánh hôm nay là quá hay rồi, mình la khang cổ rồi anh em. Ở đây, thôi, đánh mình nha, ba mình nha, ba mình nha. Ok, ok. Anh em đội 2 chuẩn bị chú ý này, anh em đội 2 chuẩn bị chú ý này. Khải và Ảo tập trung cộng chính là chạy gì cộng chính nhanh nha. Còn lại cứ đứng 3 giờ đi, tất cả đội 2 không nhiệm vụ cứ đứng 3 giờ đi. Khi nào có nhiệm vụ sẽ bảo. Không cần làm gì cả. Cứ đang một đợt đi. Nghe ba mình đông. Ba mình có ba mình. Cứ kẹp tường đi anh em, cứ kẹp tường đi anh em ơi. Em đừng kẹp này vào đéo được. Kẹp chung Vegeta kẹp này ai chứ ai vào nói. À có thằng kia nhấc vào cổng là có thằng kia. Nút đi, lấy quỳ rảnh tay nút nó đi. Cứ ôm đi anh em, cứ ôm đi anh em. Tất cả 100% xây lên 9 giờ. Đội 1 đội 2 xây lên 9 giờ. Đội 2 tường trên, đội 1 tường dưới. Đội 2 tường trên, đội 2 tường trên, đội 1 tường dưới. Đam. Đúng rồi. Đội 2 tường trên đúng rồi. Đó, hai cái tường này là phòng ngự tốt luôn. Cứ cho nó vô. Cứ cho nó vô là nó chết rồi anh em. Cứ cho nó vô không cần kẹp cổng nữa. Tầm này cứ cho nó vô. Rồi, đánh đi, cứ đánh bình thường thôi. Dây xây giờ cộng chính sư bay em ơi. Chết tập trung 9 giờ liên tục. Ok, giải gì đứng phụ luôn em ơi. Bám theo đôi của nó mà. Rồi cứ đam đi. Cứ đam nó cộng chính giờ cho Khải. Cộng chính nha, nó có mấy ạc vào cộng chính nha. Cắt người cộng chính. Lý Quỳ đâu? Cộng 3 giờ đang trống nè, cộng 3 giờ đang trống. Lý Quỳ đứng cho Khải cái.
cộng 3 giờ đang chống Lý Huy ơi. Đúng rồi, đội đội của Lý Huy đâu? Đội Lý Huy đang chống 3 giờ nè, đội Lý Huy qua đây. Đội Lý Huy đâu? Bác lẻ bác này này. Đội Lý Huy đâu? Đội Lý Huy đâu? Lúc nãy đội 1 của Lý Huy đâu? Đội 1 của Đạn Áo Còn Láo đâu? Qua 3 giờ đi. Nó có một top ở cổng chính nha. Rồi rút 100 vô cổng chính. Rồi gì vị trí cũ, gì vị trí cũ. Tất cả 100 cổng chính ngay. Tất cả luôn, tất cả cổng chính luôn nhanh. Rồi, đội 2 qua 3 giờ, đội 2 qua 3 giờ tiếp tục lại vị trí cũ. Đội 2 3 giờ dư 9 giờ. Đội 2 3 giờ dư 9 giờ. Còn tất cả Lý Quỳ này này ôm lại cổng chính luôn Lý Quỳ ơi. Cái đội 1 lúc nãy chia mà đợi đi bác farm sói anh em. Farm nửa bên sơ này nọ ôm 1 đi. Nửa đội hình của nó gom cổng chính à. Ok. 9 giờ 12 ăn vào cổng tờ 3 nhá. Ok. Vào trong bắt. Đội 2 ôm 3 giờ mạnh nha, đội 2 ôm 3 giờ mạnh nha, cũng bom này nọ luôn nha anh em. Được rồi, đội 2 có ai bom mong là có nha, nhưng mà coi có làm việc không. Đội 2 đâu rồi? Đúng rồi, làm việc đi anh ơi. Đừng môn đâu, bên đội 2 thiếu này. Đội 1 làm việc đi. Bom trước cổng mình anh em, bom trước cổng mình một chút. Đúng rồi, bom như anh Bi đúng này. Vô bên trong này, đô 35 đô đơ 19 làm gì giao tranh đỡ giết đây. Vô đi. Rồi đem cộng đi, đem cộng đi. Mình đông lắm nha. Có tổng lực 30 kìa. Nó còn cái gì để mất nữa. Cố lên anh em. Nó rút về. Mình ăn chọn gói luôn anh em. Trước đá. Ok. Tại vì nó không còn gì để mất anh em, mình cứ ăn chọn gói thôi cho nó hấp dẫn anh em. Chưa có trận nào ăn chọn gói nha. Ban Áo đi vào kỷ lục nha. Thật. Nó đẩy lên 3 mình này, nó đẩy lên 3. Rồi, gom cộng chính, đúng rồi. Tất cả cộng chính. Tất cả đội 2 vừa cộng chính luôn. Đúng rồi, đội 2 cộng chính tường dưới. Rồi, đam. Tất cả vừa cộng chính luôn. Đam. Đam mạnh, đúng rồi anh em. Tường phải, ôm tường phải, đúng rồi. Đánh đi. Ai đang đứng tường trái cứ đứng. Còn lại đội 2 ôm tường phải, đúng rồi, chính xác hay quá anh em ơi. Không cho một cái móng nào chung vô luôn. Rồi, đội Lý Quy đâu? Đội Lý Quy ôm như đại sói. Đội Lý Quy ôm như đại sói. Rồi chết ra liên tục đi, đánh mạnh cộng chính mình luôn, ôm gì cộng chính luôn, nuốt nó luôn, không thang nào sống luôn, đúng rồi, nuốt đẹp. Ơi sao em? Nó rút nha. Nó bùng bét mà. Đây, mua máu đi. Tất cả anh em mua máu đi nè mày, tất cả mua máu gom về cộng chính nè. Đội 2 về vị trí cũ, đội 2 về vị trí 3 giờ. Đội 2 về vị trí 3 giờ. Tầm này mình ăn chắc là mình không cho fan nào vào sơ. Nói thẳng là tầm này ăn chắc là mình không cho fan nào vào sơ nữa. Không cần thiết. Trước đá. Em xin hát bài tiếc một người đi. Thiếu người đây. Gom cộng chính tất cả, gom cộng chính, đội 2 cứ 3 giờ, dưới 9 giờ em ơi. Đi Khải bẻ ngay tay chánh gà rồi. Tao đi hôm qua kêu không biết thằng Khải nó có đấm được chánh gà không? Giống hoài. Đi Khải một tí một chứ. Mất ăn mất ngủ. Mất ăn mất ngủ bữa nào gần 10 ngày nay á anh em. Thôi em xin nào ác của bạn. Đâu, bại. Không hoàn gì. Đội 1 đâu anh em, thiếu đội 1 quá anh em, rút nhẹ lại cái đi. Đúng rồi. Nó trước nhà cái này. Rồi, Lý Quỳ đâu, tập trung hết tất cả đội 1 đi. Tất cả tập trung đội 1 đi, đội 2 đứng đội 3. Quên đội 2 đứng 3 giờ. Tất cả đội 1 tập trung luôn Lý Quỳ luôn. Tất cả đội 1 của Lý Quỳ tập trung bên đây. Rồi ok. Đội 2 cứ đứng 3 giờ nha anh em, đội 2 cứ đứng 3 giờ, di 9 giờ nha em. Rồi đội 2 vô, phòng ngự tầm cộng chính ngay. Đội 2 đâu? Đội 2 quay vô. Nó sai 9 giờ. Rồi đẩy mạnh lên 9 giờ, đội 2 giữ cộng chính đi nè. Rồi, vô. Rồi đội 2 xây ngược lại, bảo vơ, bảo cơ cộng 9 giờ. Đánh đi, đội 2 bảo cơ 9 giờ luôn, đúng rồi, đánh đi. Đội 2 tường trên, đội 1 tường dưới. 9 giờ nè anh em, 9 giờ anh em sao thiếu lực vậy? Ở trong sói chi động vậy? Ra đây. Sao kêu 9 giờ em? Trời ơi. Rồi vô, ôm hết lên đài sói, không có la sao cả. Cứ từ từ mấy.
ôm cái đài sói đánh đi. Ừ, đánh đi. Xây xuống cổng chính mình nè, xây xuống cổng chính mình nuốt qua. Xây xuống cổng chính mình nuốt qua, ôm nó chỗ này luôn. Xây qua cổng chính mình nè, nuốt, đúng rồi. Nắc bét luôn rồi nè. Rồi. Ôm qua 9 giờ này, ôm qua 9 giờ thì trái, 9 giờ thì trái, đúng rồi. 9 giờ thì trái này. Đội 2 xuống trận cổng chính đi, đội 2 xuống trận cổng chính đi. Đội 2 xuống trận cổng chính đi. Rồi ok, nó đi rồi nè. Không biết sao pha đó nó đẩy mạnh vô cái đài sói mình luôn anh em. Khải vô phát chặt uống nó ra luôn cho nó nhanh. Tại vì nó cái chỉ còn cái bài ạc à. Chớ hầu giờ đánh ai ngu thì đứng đài sói, pha đó đứng đài sói là biết sao không? Do có 5 đến 7 thằng nó ôm vô sói rồi. Nó gom cổng chính à. Ôm vô sói là mình lên lên sói mới ăn được, mới đánh được. Ôm hết cổng chính này. Đội 2 tiếp tục 3 giờ, đội 2 tiếp tục 3 giờ đi. Đội 2 tiếp tục 3 giờ đi. Rồi đội 1 cứ cổng chính đi nè mày, về 9 giờ lại nè mày. Cái trưởng là kèo luôn, cũng không phải lên đài nữa. Ôm đây. Ôm Lý Quy đội 1 ôm cộng chính luôn, Lý Quy đội 1 ôm cộng chính luôn. Tất cả anh em ôm cộng chính luôn, chỉ đến mình độ 2 3 giờ thôi. Còn 2 phút. Ok. Cộng chính nha. Rồi. Đang mặc định ra anh em, cứ đang mặc định mạnh ra. Không có vô được đâu mà. Ăn cái này khả phát lương á. Ừ, ăn cái này phát lương chắc luôn ơi. Rồi, 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 đứng im đó, đứng im đó. Đội 2, đội 2 được xây về cổng chính cái, đội 2 xây về cổng chính cái. Nó vào thằng 3 giờ này. Rồi, đang đi. Đang, chặn lại. Rồi, đứng đó. Đội 2 cứ đứng im cổng chính đi, không có đâu. Đội 2 cứ đứng im cổng chính cái. Chặn. Rồi đội 2 cộng chính không ai qua 3 giờ. Cộng chính không ai qua 3 giờ. Ôm nhanh. Đội 2 tường dưới luôn, đội 2 tường dưới đánh ra. Đội 1 tường trên. Đánh đi nè mày, win rồi. Còn phút nữa, phút nữa, phút 10 giây nữa, phút 10 giây nữa. Đội Lý Quỳ đâu rảnh tay, đội Lý Quỳ đâu rảnh tay coi trên đài sói con nào nuốt nó anh ơi. Có 2 thằng nuốt đi. Win rồi. 1 phút. Đúng rồi. Đánh đi, không có vô được. Sao mà vô được, đánh mạnh. Lý Quỳ cứ đi bắt trong sói cho em xong ra thôi dập chung. Cổng chính nó vào, cổng chính nó vào, 4 hạt. 4 hạt cờ đó em, đủ, báo 4 hạt chết luôn em ơi. Cờ đó. Rồi 3 giờ đây. Chỗ nào đâu là nhiều nhất nè. Rồi đấy, kẹp tường đi, kẹp tường đi. Hết giờ. Xây cho cộng chính một cái, xây cộng chính cái cho nó vui nè, cho nó vui, cho nó vui, thấy mặt sói nè. Xây cộng chính đứng này, trước đài cộng chính này. Tất cả ôm hết trước đài cộng chính này, cho nó vui, thấy sói là vui đi. Trước đài cộng chính đứng chơi đi. Trước đài cộng chính này, trước đài cộng chính đứng, đúng rồi. Cho nó vui, thấy sói xíu rồi vui. Để người chết có được yên lòng à. Rồi thắng rồi, thắng rồi. Rồi ok. Rồi ok. Gãy cánh, gãy cánh rồi. Gãy cánh rồi. Quá mẹ ơi. Quá vui luôn em hôm nay đó. Chiến thực là nhiều đó thôi. Bánh hoa, bánh hoa, đồ pháo hoa đâu nhiều vậy? Bánh bông, bánh hoa đây. Về bố anh em ơi, về bố. Rồi nói chung là cảm ơn anh em cũng như là mấy anh em ban ngáo cũng như tất cả anh em mà Khải có nhờ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thành thật cảm ơn anh em luôn, khi nào có cần việc gì cứ báo lại bên ban ngáo hỗ trợ hết nha anh em. Ừ, thì 30 phút thôi em cần đánh nhiều. Hả? Ơi, ok 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 Trường ơi. Cảm ơn anh em này, cảm ơn OLED này. Cảm ơn OLED này, cảm ơn bà Tân Nho Lóc nha, cảm ơn Trường này. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cảm ơn ban bên SOE mọi vài anh em rồi nha. Tất cả anh em. Top 1. Anh em đứng im, anh em đứng im, được Khải chụp cái Discord cái rồi cho nó vui ngay anh em, đợi chút. Anh em xuống mic em mình nói cái này. Chim gió vui một tí anh em, được Khải chụp hình ạ. Em đánh gió đi, đang chúc mừng anh em nha, chúc mừng anh em đang áo nha, em té đây. Ok. Anh em đánh bị lỗi một pha nha. Ok, cảm ơn OLED nha. Ok ok anh em nha. Từ anh ơi. Anh em xem video này mà cảm thấy hay thì đừng quên cho Khải cũng như bạn ngáo một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Anh em xem video cứ mạnh tay ủng hộ like chia sẻ, Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi video của Khải nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều nha, video này thì chắc là xong giải thì Khải múp nha anh em. Xong giải này nọ thì Khải múp lên cho anh em xem.
chứ hôm nay Khải không like thì nói chung là đây là một cái vấn đề tới nhiều nên Khải không like được, cái gì thông cảm nha.